Ok, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của tôi nha. Sao yếu vậy? Hôm nay tôi sẽ làm một cái clip đó là... Các bạn biết con này là con gì không? Này, ngao ở quê tôi rất chi là to nha các bạn. Đó, đây nè. Các bạn thấy không? Tôi sẽ làm một cái clip đó là... Ngao mà nướng mỡ hành các bạn ạ. Đó, thường thường các bạn có thể thấy là... có sò lông nướng mỡ hành này, sò dẹo nướng mỡ hành này, nhưng mà hôm nay tôi sẽ làm một cái clip đó là ngao khổng lồ nướng mỡ hành. Mỡ hành đậu phộng. Đó, đây này, đây là ngao, còn đây là đậu phộng này các bạn này. Đó, đây là hành, đây là dầu ăn nha các bạn. Đó, bây giờ tôi sẽ tiến hành làm cái clip này và nói chung là cái món này là tôi cũng chưa thấy ai làm bao giờ cả. Tôi cũng không biết là ăn nó cảm giác như thế nào, thành ra tôi sẽ quyết định tôi thử xem làm review cái này xem nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đi trần sơ cái này để cái con ngao này để cho nó há miệng nha để làm nha các bạn. Ok. Bây giờ tôi sẽ đi làm nha. Các bạn tiếp tục theo dõi nha. Đấy các bạn, anh em tôi đang luộc sơ cái con ngao này nha các bạn. Luộc sơ đi để nó há miệng nha, mình dễ làm. Và chuẩn bị đem nó đi nướng mỡ hành nha. Bắt đầu há miệng rồi các bạn ạ. Nó nóng lên cái bắt đầu là nó chuẩn bị há miệng rồi. Để cho nó nóng chút nữa là mình bắt đầu mình lấy xuống thôi. Chứ còn cái loại này không có luộc chín nha các bạn. Luộc để cho nó há miệng rồi thôi. Đó đây nha các bạn. Nó luộc sơ cho nó há miệng giống như cái con kia nha các bạn. Đó. Là mình bắt đầu mình tách ra, mình làm sạch sẽ nó đi nướng mỡ hành nhé nha các bạn. Ok. Các bạn tiếp tục theo dõi video của tôi nha. Đây nha các bạn. Bây giờ luộc được nó há miệng hết rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành đem đi rửa cho nó sạch và lấy những cái dơ ra và đem đi tiến hành nướng mỡ hành nha các bạn. Ok. Đây nha các bạn. Sau khi anh em chúng tôi luộc rồi thì đã là nói chung là đã làm sạch sẽ rồi các bạn ạ. Cái con này không phải là tách ra không là ấy đâu, mình phải lấy thịt nó ra nha các bạn. Lấy ra mổ cái đất cát và cái cứt của nó trong nó ra nha các bạn. Đây này. Đó. Còn đây là mỡ hành và đậu phộng nha các bạn ơi. Và bây giờ anh em chúng tôi sẽ cho tiến hành than là chuẩn bị rồi. Tiến hành đem bỏ lên vỉ và nướng nha. Để đó đi em, để đó lấy cái mẹt ở dưới em lóc em bỏ vào cái mẹt anh kia. Bén ra mới được. Bây giờ anh em chúng tôi nướng các bạn ạ. Mùi thơm nó bốc lên này các bạn ơi. Thơm mà thật. Thơm mà. Bốc mùi thơm lên này.
nó bắn dầu mày. Nạc cái chỗ sau à. Bọn này nhanh quá hết rồi. Ui trời. Nó bắn ghê lắm các bạn ạ. Chấn thương chọn não. Đây nha các bạn ơi, nó sôi rồi. Đó. Thấy chưa? U đá lắm các bạn ạ. Này. Thấy nó sôi không? Tôi lấy dầm bó hại luôn. Đó đây các bạn này. Nó sôi vàng lên đó các bạn ạ. Thấy chưa? Rất chi là thơm các bạn ơi, thơm nước mũi luôn đó. Sao anh bố? Thơm không? Quá thơm em ơi. Thơm à? Thèm chưa? Nói chung là làm con ăn sống chơi. Món này ở quê thì anh cũng ăn miết mà. À. Sao? Cảm giác sao? Thơm nhưng mà chắc nướng nó mới có ăn nổi không? Vậy hả? Sao à? Sợ nướng lên nó béo quá, gậy quá mới ăn nổi. Mình đang cắt mỗi một đây. Đây nha các bạn. Nói chung là đã bắt đầu là có con chín rồi. Nó là chín. Có triệu chứng rồi đó. Là có triệu chứng rồi. Xèo xèo luôn, chết. Ăn kiểu này mới quạt. Đây nha các bạn. Tiếp tục mé thứ hai nha các bạn này. Nó bên kia xong một mé bên kia kìa. Đó. Tiếp tục đây là mé thứ hai. Đây nha các bạn. Đang bắt đầu sôi này các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đó. Thơm lắm. Đó. Dầu nó sôi rồi. Thèm không các bạn? Tôi tin chắc nếu như những một ít nhất cũng phải một đến vài người trong số các bạn xem clip của tôi sẽ chảy dãi vì những cái pha này. Chảy nước miếng các bạn. Nó sôi nè. Thấy không? Đó. Ui. Thơm lắm. Đây này các bạn này. Đó, các bạn thấy chưa? Ăn mới uống này. Ồ, thơm, thơm lắm các bạn ạ. Bị than 35.000 một bì cơ. Thơm lắm. Muốn sọc lên thơm cực kỳ luôn á. Ra nhà Bắc Hưởng á, mình 35.000 bì than đó thì mà. Mình bì đó thì sao hổ mình nướng mình nấu. Đó các bạn thấy chưa? Hấp dẫn lắm các bạn ơi. Hấp dẫn hơn em. Đó. Nếu như các bạn cảm thấy video của tôi hay thì hãy cho tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha các bạn. Và khi các bạn đăng ký thì nhớ bấm vào cái chữ đăng ký và bấm vào cái chuông kế bên cạnh để có thể nhận được những video mới nhất của mình nha. Nó thơm không các bạn? Chịu thôi, tao coi thì tao cũng chịu thôi. Thèm lắm rồi các bạn ạ. Mình thật sự mình ngồi mình quay mà mình thèm lắm rồi. Tại vì nó thơm lắm. Đó. Ui, sôi cái này nè. Đó. Đó, bên kia đang bỏ đậu phộng vào những cái mà được rồi nha các bạn. Đấy. Ăn cái đậu phộng này bùi mà thơm lắm. Nó cái con ốc phải dài đâu rồi? Ăn rồi. Cái con dài dài đó là... Còn nó là con ốc gì ấy? Hè. Hả? Hè. Họ bán nó kêu là ốc hương. À, ốc hương đó. Ốc hương đó. Ốc hương nó kêu ốc gì? Nó bỏ mấy con hết bán lạc cả tí nữa. Đây nha các bạn. Bây giờ... Đó, những con còn lại đã chín nhưng mà bây giờ tiến hành bỏ đậu phộng nha các bạn này. Đó. Thật là hấp dẫn. Hôm nay tôi sẽ nhận thử thách. Một mình ăn hết 5 cân ngào. Và được mấy cân? Hết vừa đủ.
Cái này thì bao nhiêu là đủ. Hiểu yeah. Nó đây nha các bạn. Đây nha các bạn ơi. Đó, bây giờ đã nướng xong nha các bạn. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ tiến hành thưởng thức nữa nha các bạn. Ok. Đây nha các bạn. Gì há mồm to lên. Thèm lắm, muốn ăn lắm rồi. Chạy dài ra đó thì ai ăn được. Mời các bạn thưởng thức thôi. Mời anh em vô thưởng thức. Biến giá em. Lấy bom luôn. Tầm bom. Lấy bom lúc nãy đi. Phải làm ly bia cho mát các bạn ạ. Đó. Đây là công sức của anh em chúng tôi từ trưa đến giờ. Và bây giờ chúng tôi sẽ thưởng thức nó xem nó như thế nào nha các bạn. Đây này các bạn ơi. Mời các bạn nha. Nói chung là chỉ có từ ngon đổ lên. Ngon ngon. Quá ngon. Con này là mình chén con bự nhất. Ngon mà là dĩa. Dĩa. Quá, nói chung là quá ngon. Mời các bạn nha. Mời cả nhà. Em chơi cái này à. Thôi, cho tao đừng đuổi này. Đây nha các bạn. Chết rồi. Mời các bạn nha. Con nóng mà. Nóng gì, nó nguội hết rồi. Sao rồi? Ngon. Quạnh hết mồm. Đi vô đây, đi vô đây. Mời cả nhà nha. Ngon hơn sò lông nướng rất là nhiều các bạn. Đây luôn. Cái này nướng ngon, sò lông nướng rất là nhiều. Đây là cái chắc chắn rồi. Quá tuyệt vời. Dạ. Nhà là lạc ở đây. Không phải nhà đâu đó. Rồi. Vào đây, bà lấy cái này, em ăn đi. Lấy ăn này. Đứng ngoài đó thôi. Đứng ngoài đó, bà lấy cho. Này. Này. Này, được rồi. Phải làm tiếp con nữa các bạn. Được chưa? Được chưa? Rồi, cũng về đâu. Đi. Xin chào đi. Về bán đi. Cay cay. Ngon. Mời các bạn nha các bạn ơi. Ơi. Cô nhìn đường mà đi không ạ? Vâng đấy. Còn là đồng ngay. Cực kỳ luôn các bạn ơi. Chuẩn không cần chỉnh nữa. Ngon lắm các bạn ạ, tuyệt vời. Mời các bạn đi bia nhé các bạn. À, sướng. Sò lông Sài Gòn kém xa. Không bao giờ sò lông không bao giờ ngon bằng cái này. Nó ngon lắm. Đây nha các bạn. Đây nha các bạn ơi, này. Đó các bạn thấy chưa? Ui, sao? Sao? Chưa nói lên lời, đang bận ăn. Ở đó. Ăn xong rồi. Phát biểu cảm nghĩ coi Thành. Ăn miếng hả? Phát biểu cảm nghĩ coi. Cầm cả lên. Nước mắm ngon thật. Sao? Đang bận ăn. Đang bận ăn. Tôi nào vậy nhỉ? Nhanh từ thôi. Cứ từ từ. Ngon. Dài dài ngọt ngọt.
Cái thịt của con ngao này rất chi là ngọt nha các bạn. Và nó kiểu như là nó dai. Nó rất chi là dai. Và nó cộng thêm cái đậu phộng này này. Cái đậu phộng này nó rất chi là bùi. Đó, đây là nước chấm này, gừng và ớt. Đó, tỏi. Đó, nó rất chi là bùi và rất chi là ngon. Sao anh? Con cọp gáy răng. Nói chung là tôi cũng chưa có đi Sài Gòn bao giờ. Tôi nghe nói xó lông xó liệt gì đấy. Nhưng mà tôi dám chắc là không có món nào nướng mà nó qua cái món này. Quá ngon. Quá ngon. Quá ngon. Ai cũng chê cháy ớt. Phải nói một điều là quá ngon các bạn ạ. Nói chung là ngon nữa. Không, đúng thật sự luôn các bạn ạ. Cái món này không thể chê được. Cái món ngào nướng này không thể chê vào đâu được các bạn ạ. Ngon hơn sò lông nướng rất chi là nhiều. Ăn hết lấy được không? Ăn sao hết được, đùa. Một mình không hết. Đúng rồi, một mình thì không hết được. Mời các bạn ly bia nha các bạn. Mà nhiều lên mình là hết. Nhiều lên mình thừa hết rồi chứ mà chả hết. Tiếp tục mời các bạn lần nữa nha. Phi vãi trưởng ra. Dính gớm á. No thôi, đứng lên. No thôi, đứng lên đi. Bị ớt đấy không? No luôn. Ngon lắm các bạn ơi. Không quan tâm. Kệ. Điện thua. Thua đúng nhỉ? Nói chung là các bạn nên thử một lần các bạn ạ. Ở trong Sài Gòn những cái con ngao này này không bao giờ thiếu. Mà con cũng rất chi là to. Nhưng mà nếu như những ai xem clip của tôi được á, thì các bạn cứ thử làm giống như tôi một lần đi. Thật sự nó rất chi là ngon. Ăn nó thịt nó dai mà nó ngon lắm. Ok, vậy clip này tôi xin phép kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy video của anh em tôi hay thì hãy cho anh em tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của tôi nha. Nhớ like và chia sẻ thật mạnh nha các bạn. Tôi review lại cho các bạn xem một lần nữa này. Thấy chưa? Đó. Cái này sẽ hết thôi, đương nhiên là sẽ hết rồi các bạn ạ. Không hết đâu. Đó các bạn thấy chưa? Rất chi là ngon các bạn ơi. Và rất chi là cay. Cực kỳ ngon luôn. Anh ăn còn đó anh một phát nữa anh phát biểu cái cảm nghĩ thật cay đây em coi mà anh muốn. Đây là ớt nhá, nước mắm ai cũng chia đây cay này nhá. Nói chung là muốn mà nó ngon được á, ăn mà nó ngon được thì phải ăn cái nước mắm như kiểu ni. Mời anh em nào. Quá ngon. Quá ngon luôn. Nói chung mà đi mặn ni hơn kêu ngày trả cho 300 nghìn. Nó lại cứ ăn uống ngập mồm đi thì nói chung là tôi chơi được tuốt. Chỉ có chết. Ngon lắm. Quá ngon luôn. Ngon cả thể chất lẫn tinh thần. Đó đây này các bạn này, trên Facebook của anh tôi là Tự Tiền Tí nha các bạn. Nhưng mà tôi mới đặt cho anh tôi là cái tên khác, đó là Tự mà cọp gáy răng. Đó anh tôi có con cọp gáy răng, bị đánh gáy răng. Các bạn hãy like hay chia sẻ cho anh tôi nha các bạn. Chào mọi người nhé. Đây tiếp tục, đây là ông anh tôi nữa này. Đó. Đó, đây là thằng bạn thôi. Ông anh bạn thôi. Ông anh nữa. Thằng này là thằng em thôi các bạn ạ. Đây ông anh của vợ tôi. Cho một like cho ông anh nữa. Thôi xin phép chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của tôi nha.